bảo dưỡng con Yên Khánh này. Nên bình này bảo dưỡng xong rồi, giờ chuẩn bị lên xe thôi. Này là anh Trung ở Ninh Bình phải không? Rồi xong rồi, cảm ơn anh. Giờ bắt đầu lên máy. Chiếc gì đẹp đầy đó, qua coi đi, nhiều lắm, qua coi đi. 80% là từ 300 tới 370, còn 90% từ 400 trở lên. Chào mọi người nha, đây là kho máy hiện tại của mình. Rồi xin chào mọi người nha, đây là kho máy hiện có trong tháng 8 và tháng 9 của năm 2018 nha. Thì mình xin tổng quan sơ cho mọi người xem số lượng máy đang có ở công ty ha. Thì đây là những cái máy, cái lô máy mới về từ bên Thái nè, hàng container. Rồi đây nha mọi người, cái máy này là những cái bên đây nè, là máy dạng 95% mình mới về tới. Đây là những cái máy bình thường 80%, thì mức giá này từ khoảng $300 lên.
còn phía bên đây là những cái máy đẹp, nó giá tiền nó sẽ cao hơn. Với lại mình có mấy chiếc 70 Plus mới nè, cái Plus đã qua sử dụng 95% luôn, không có quay gì cho lô máy ngày 18 tháng 8 đó. Máy thái xịn hết, 1747 hết. Tại 10 Plus. Còn nếu mà 105 thì mình vẫn có phía trong đây để mình cho mọi người xem. Đây là ba chiếc 105 có sẵn ở công ty ha. Này máy nguyên thùng, mọi người muốn hạ bồn hứng bao thì mình sẽ hạ miễn phí cho mọi người nha. Còn ba chiếc. Còn DC95 thì vẫn có luôn, DC95 nằm bên đây. Đây, DC95 nè. Đây có chiếc gặt bắp với gặt lúa, máy đẹp. Con chục nữa ha, máy siêu đẹp. Đây, tổng quan của nó gì nha mọi người. Đó. Đây là tổng quan kho máy đang có nha. Đó. Mình còn khoảng chừng 45 chiếc à. Bữa trước thì nhiều, nhưng mà bữa nay hàng nó hiếm hơn cho nên về ít hơn. Nên mình cập nhật một số máy cài nha, cho mọi người biết. Bên đây là một số máy cài ở phía trước nè. Máy cài 4708, máy nhỏ thì mình chưa có gì tới đâu. Máy nhỏ thì hiện tại giờ đang hết hàng bên kia. Mình chưa kiếm ra được nhiều cho nên mình chưa có về. Để chỉ còn những cái 47 như 50, 4708 nhiều, 4508 cũng có nữa. Yamaha EF453T với lại 6040. Rồi, chỉ nhiêu đó thôi. Rồi, chào mọi người nha. Hiện tại giờ đang vệ sinh mấy cái máy này xíu. Này cái lô máy DC70 Plus mới về. Máy nào cũng đẹp hết. Mình mới về container để chút mình để video cho mọi người xem nha. Kho máy nè. 95 105. Này lô máy container mới về nha mọi người. Về bữa nay ngày 24 tháng 8. Đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết nha. Thì mình bảo dưỡng theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết. Mày bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hạ bồn. Với hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng, những máy đây làm miễn phí hết nha. Rồi, xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Rồi ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè ha. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53, địa chỉ số 167 á, huyện Long ý của ấp Long Thuận An, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì
mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng là cái Bệnh Nhi Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á, thì hỏi người ta Bệnh Nhi Đa Khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cây cầu ông Me lớn nha, cầu ông Me lớn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.